sẽ nghĩ là chạy 2 km ôn đường. Còn thi tốt nghiệp của mình học mình không có ôn nha, mà mình không có thi luôn. Nhưng mà tới cái phần thi mà sát hạch á là mình phải thi rồi chưa, rồi trường á là sẽ cho mình thi môn phỏng. Vừa hôm trước mình nói với mình đó rồi chưa. Rồi bây giờ chạy từ đây vô cái sân Cà là 6 km, mỗi người chạy 2 km nha, chứ không chạy hết, nhưng mà cô mỗi người sẽ là 2 lượt, mỗi lượt 12 cây là ra 24 km rồi chưa. Rồi khi mà lên xe nè, rồi bạn đi trước phòng thi, rồi khi mà lên xe ha là đeo dây an toàn vô nha, dây an toàn là 5 điểm nè, là phải đeo cho đúng. Rồi rồi nhả phanh tay ra nè, phanh tay của mình là bên trái nha, nhớ nha, cái xe này nó khác với cái xe kia. Rồi khi mà muốn đạp vô thì đạp cái phanh tay ở bên trái vô, cứ cần nhỏ xíu bên trái á. Rồi muốn đi thì giật ra, rồi vô số 1 nè. Đầu tiên là mình phải đi được 15 mấy ba số đối với cái bài này. Mình có sẵn số 1 rồi chưa? Rồi, mình bật tín hiệu trái. Là khi nào máy mình kêu xuất phát thì mình đi. Ha. Rồi, nhả nè. Nè, nhả hết đi, hợp lại đi số 2 nha. À, không sử dụng ga nè, đạp sáng đi hợp vô, đi số 2. Rồi, nhả nè, nhả hết đi hợp vô, đạp đi hợp vô nữa, đi số 3. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Đấy ha. Còn mình đi điểm ga là không kịp. Rồi. Sau khi mình đi xong mình nhìn phía trái nè, cho xe di chuyển ra từ từ nè ha, chống mới cho ga ha, còn không chống cứ đi lên một đoạn rồi mình thấy cho ga, không có gấp gáp gì hết. Khi nào mà ok hết, nhập làn đường xong thì mình mới tắt tín hiệu rồi chưa. Rồi nè, rồi xong mình tắt tín hiệu rồi ha. Khi nào mình người ta kêu mình đi tăng số, mình tăng số à, trên keyboard nó bắt là tăng số à, thì mình sẽ tăng số, tăng một số nha. Rồi trong vòng 100m phải tăng được một số, nếu qua khi mà hiệu lệnh vang lên là tăng số mà mình không tăng số à, qua 100m thì sẽ bị trừ 5 điểm rồi chưa. Rồi tiếp theo cái này người ta kêu mình tăng số nữa thì mình phải tăng số, đúng rồi, đạp ga lên tăng số, đi theo đúng tốc độ của mình. Hôm trước là kêu tốc độ bao nhiêu thì đi số nào thì mình phải nhớ vấn đề đó ha. Tốc độ giảm thì mình phải giảm lại, ví dụ như trong trường hợp là xe phía trước đang kẹt mà người ta không bấm thì mình phải có nhiệm vụ là mình phải về số trước, ví dụ như trước đây đang kẹt nè là mình về số nè, chủ động về số nè là nó không trừ điểm mình, đúng không. Khi nào mà hiệu lệnh vang lên mà mình không về á, người ta mới trừ điểm mình, thế là mình phải xử lý phía trước rồi, ok chưa. Rồi trong cái đoạn đường này sẽ có một cái đèn xanh đèn đỏ, thì ví dụ mình đang đi thầy không có bấm hiệu lệnh nhưng mà em cái đoạn đường em đi cần phải về số, em phải về bình thường. Đúng rồi giảm số, giảm tốc độ, giảm số lại rồi chưa. Nè, km tốc độ dưới 20 là phải về số 2 lại ha, dưới 20 mà mình không về số là nó sẽ trừ điểm mình, đúng rồi, chính xác. Rồi nhà thắng lại, rồi về số 0. Rồi đối với cái đèn xanh đèn đỏ là mình đi bình thường, không cần phải đi 15 mấy số, ví dụ như ngày thường mình đi số 1, số 2, số 3 điểm ga lên thì giờ cũng đi gan vậy, nhớ là nhả chậm đi hợp nha. Rồi ga lên nè, số rồi chưa. Rồi nhả đi hợp lên nè, cứ đi bình thường ha. Người ta kêu tăng số thì tăng số, còn không tăng số thì mình cứ giữ số 3 mình đi, được chưa. Rồi xong khi tăng số nữa thì mình tăng số, tăng tốc độ lên ha. Đoạn đường từ đây vô cây xăng Phương Trà thì có cái đoạn này nó sẽ to, cái đoạn ở trong kia nó sẽ nhỏ, đoạn nhỏ thì nên đi chậm, tốc độ khoảng 40 là được rồi, đừng đi nhanh quá. Nè, tăng số nè. Rồi ok, mình đi chậm mà người ta kêu mình tăng lên số 5 á thì mình vẫn tăng lên số 5 nha, sau đó mình chạy số 4 lại, phải không, tại vì tốc độ mình nó chậm hơn ha. Khi nào mình ta muốn tăng nữa thì mình, nếu ví dụ muốn tăng à thì mình tăng lên, nhưng mà mình đi chút xíu mình thấy ở trước nó kẹt nữa thì mình phải về số 4 lại, phải không. Cái đó là cái mẹo của mình chứ không phải là người ta kêu sao mình làm như vậy, không có đúng ha. Ví dụ như tình huống phía trước nè, xe nó ra mà lỡ như nó không nhường mình mà người ta không nhắn gì hết thì mình phải về số lại, được chưa. Rồi đi nè, cái đồng hồ mình thể hiện mới nói không, một bên đó là km nha, là được 1,4 rồi kìa, đó đủ 2 km nó sẽ có một tín hiệu cho mình để mình nhận diện nha. Rồi người ta bấm cái phần kết thúc thì mình mới kết thúc về đây của mình, còn cái bên đây á đó là cái số đó, được chưa. Rồi kế bên đó là số điểm của mình,
ha. Rồi mỗi người chạy 2 km ha. Thang điểm của mình là thang điểm 100, 80 điểm là đẹp, nó giống như chụp hình vậy đó, dưới 80 điểm là gớm nha. Rồi nên là đi thi chỉ có 2 km lên thôi, nên là phải là cẩn thận ha, để lên mà có dao quẹt gì là gớm đó, nên là mình cứ nhường cho người ta đi trước, thấy chậm thấy người ta kẹt quá thì cứ nhường cho người ta đi trước nha. Mình cứ đi chậm bình thường, đúng rồi, đi cứ đi chậm bình thường nè. Một cây chính này nè ha, sau này gần 2 cây nó sẽ có tín hiệu, thấy không, tín hiệu xong người ta kêu mình kết thúc thì mình phải tín hiệu phải vô, rồi chưa, nhìn tiếng phải nè, vô từ từ nè ha. Rồi ok, rồi về số lại, rồi chưa, nhả đi học lên. À, về số 2 lại, nhớ là về số 2 nha. Còn số 3 lại tốc độ dưới 20 là nó hỏi nó trừ điểm. Chú xe cho nó. Mình phải về là số lại chứ. Đúng rồi. Về số 0. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Rồi ok ha. Cái hông xe của mình nè, phải cách lệ không quá 2 tấc rưỡi nha. Không được sao á. Lấy cái lằn trắng của mình á để làm lằn trắng chiếc đường bên phải của mình á. Để làm cái ranh giới. Rồi chưa? Về số 0 nè. Rồi. Lý do là chắc không dễ quá. Bạn đã có nghĩa là phải về số 0 khăn xong là mình phải đạp phanh vô, mình mà đạp phanh trễ là nó sẽ trừ điểm mình, ok ha.